giá heo hơi liên tục tăng trong vài tháng trở lại đây đã mang lại nhiều niềm vui cho người nuôi heo. Khảo sát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giá heo hơi đang ở mức 66.000 đến 69.000 đồng trên 1 kg, so với thời điểm đầu năm 2024 tăng hơn 25%. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Hiện người chăn nuôi đang rục rịch tái đàn. Cái giá thức ăn cho heo băng bây giờ thì rất cao, nhưng mà cái giá heo thịt bây giờ thì cũng tương đối ổn. Bây giờ người dân cũng phấn khởi, tính tới đợt này tới là tái đàn mua thêm rồi nuôi để bán hàng Tết. Giá heo hơi tăng là một trong những tín hiệu tích cực tạo đà cho ngành chăn nuôi của tỉnh. Tuy nhiên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng khuyến cáo người chăn nuôi, doanh nghiệp cũng cần cân nhắc khi tái đàn, chủ động theo dõi tín hiệu từ thị trường, đồng thời chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi.